Kính chào quý vị khán giả, rất vui vì được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Sống Vui. Thưa quý vị, trong số phát sóng trước của chương trình, cùng với sự tư vấn từ chuyên gia thì chúng ta đã biết thêm được tiêu chuẩn lựa chọn phương pháp chống dạn da hiệu quả. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về chủ đề này với sự đồng hành của chuyên gia bác sĩ Nguyễn Thành, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Da liễu Trung ương. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng chương trình Sống Vui ngày hôm nay. Chào MC Bảo Linh, xin chào quý vị và các bạn. Vâng ạ, thưa bác sĩ, ở trong chương trình lần trước thì bác sĩ có tư vấn về những tiêu chuẩn để lựa chọn một cái phương pháp mà chống dạn da an toàn và hiệu quả. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là hiện nay chúng ta có thể lựa chọn được một cái sản phẩm và phương pháp nào hội tụ đầy đủ những cái tiêu chuẩn như bác sĩ nêu ở chương trình trước không ạ? Trong dạn da thì chúng ta dùng từ tuần thứ 8 trở đi bằng đường bên ngoài. Đường bên ngoài thì đường tại chỗ và ngoài da. Rồi chúng tôi thường là gì? Khuyên là chị em nên sử dụng những cái sản phẩm nào. Thứ nhất là sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Cái thứ hai là những sản phẩm phải có được xuất xứ thật rõ ràng. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải làm gì? Cái nguồn dược liệu đó được phải được nuôi trồng, được kiểm soát thật nghiêm ngặt theo đúng cái phương pháp hữu cơ, được kiểm nghiệm bằng thực tế lâm sàng. Cái sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và những cái tiêu chuẩn đó thì có Island Mama thì nó có 4 cái sản phẩm để chúng ta điều trị theo từng giai đoạn nó. Ví dụ khi mà chưa xuất hiện dạn thì chúng ta sử dụng những cái kem để cho làm săn chắc da. Cái sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm krem cho những cái vùng mông, bụng chân và bụng đấy, để cho tránh những cái dạn. Và cái sản phẩm thứ ba là cho vùng ngực thì người ta dùng cái loại gen cho vùng ngực. Và cái thứ tư nữa là dùng loại cái tinh chất dùng khi xuất hiện dạn rồi để làm sao chúng ta khống chế được dạn và dạn nó không xấu. Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa nói thì bộ sản phẩm trên đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chuẩn về an toàn cho phụ nữ sau sinh cũng như là phụ nữ đang mang thai. Vậy thì bác sĩ có thể nêu ra lý do tại sao không ạ? Thì thực ra thì cái này nó có mấy cái yếu tố mà chúng ta thấy là vì sao tại sao. Cái thứ nhất là nó được xuất xứ rất rõ ràng là từ châu Âu. Và cái nguồn dược liệu thì được quy vùng. Cái nữa là chúng ta thấy là gì? Nó đã được kiểm chứng lâm sàng, nó được phép của Bộ Y tế được nhập và được sử dụng trên phụ nữ mang thai ở Việt Nam. Và cái nữa chúng ta thấy là gì? Cái sản phẩm này nó thứ nhất là nó không có chất bảo quản bởi vì nó là nguồn gốc từ thực vật. Cái thứ hai là không có chất thơm. Thứ ba là không có hóa chất khác đưa vào để tạo màu. Cái thứ tư nữa là gì? Nó không kết dính, hấp thụ nhanh và an toàn. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Chị ơi, đứng lên, khổ quá, đứng lên. Tụt quần ra nhanh khẩn trương. Tự nhiên chạy sồm sộp vào nhà người ta bảo người ta tụt quần lên định xem cái gì? Khổ quá, báo lắm với người ta xem. Đây, bình đấy nhá, màu đỏ bọc đô nhá, hơi bị xinh đấy. Ôi giời ơi, mua váy bầu tặng chị đấy ạ. Ôi giời ơi, đẹp thế, cảm ơn nhá. Thật ra là em mới mở shop bán váy bầu nên là định bảo chị chụp ảnh nhá, xong rồi đăng lên Facebook để quảng cáo cho em. Tưởng chị em tốt thế nào ấy. Chị chả chụp đâu. Dạo này bầu to rồi đây này, bụng dạn, đùi dạn, chân dạn, nói chung là dạn hết, xấu lắm, chả chụp đâu. Sao chị không dùng bộ sản phẩm có kem ngăn ngừa các vết dạn da từ lúc mang thai và tinh chất dùng riêng cho vết dạn đấy? Nhưng mà chị có bầu rồi, liệu có dùng được không? Dùng những cái sản phẩm linh tinh sợ lắm. Khổ quá nhỉ? Rất an toàn, đã được kiểm chứng lâm sàng. Có tác dụng làm giảm và ngăn ngừa vết dạn da bằng cách kích thích tái sinh mô của da, tăng cường và bảo vệ các sợi collagen, elastin, độ đàn hồi của da và nuôi dưỡng da, tăng cường sự tổng hợp, chống lão hóa da. Bây giờ chị dạn nhiều lắm, mà vết dạn trăng chịt chi chít rồi, dùng thì liệu có hiệu quả không? Chị cứ yên tâm, bộ sản phẩm này nhá, có sản phẩm điều trị vết dạn da riêng. Chị dùng ngay từ bây giờ nhá, sẽ cho hiệu quả cao, đảm bảo là mờ hẳn vết dạn luôn nhá. Còn vùng nào chưa bị dạn thì cứ dùng sản phẩm ngăn ngừa dạn, không lo dạn da vùng đó nếu chị kiên trì và sử dụng đúng. Úi dồi ôi, thế thì hay quá, thế thì chị phải sử dụng ngay mới được. Vâng, thưa bác sĩ, ở trong đoạn tiểu phẩm ngắn chúng ta vừa theo dõi vừa rồi thì nhân vật trong đoạn tiểu phẩm có dùng bộ sản phẩm để ngăn ngừa và điều trị những vết dạn da của mình khi mang thai. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm là cách sử dụng bộ sản phẩm này như thế nào để đạt được an toàn và hiệu quả không? Cái sản phẩm Island Mama có những cái vùng chuyên biệt khác nhau. Đấy. Sản phẩm thứ nhất là krem thì dùng cho vùng nào? Vùng mông, bụng chân.
và đùi. Và cái sản phẩm thứ ba nữa là cái sản phẩm tinh chất thì sử dụng cho vết dạn. Và cái sản phẩm thứ tư là chuyên biệt nữa là sản phẩm dùng cho ngực. Nhưng mà các bạn thấy là gì? Cái sản phẩm chúng ta vẫn dùng nhiều nhất là cái sản phẩm săn sóc da để làm săn chắc da. Do chúng ta phải dùng kiên trì liên tục. Và những cái sản phẩm này thì thường chúng ta dùng ngày 2 lần. Và khi bôi lên chúng ta lên xoa bóp nhẹ nhàng để cho tinh chất này nó thấm được và nó không để lại nhờn dính trên da. Do đó, bốn cái sản phẩm thì các bạn nên sử dụng sớm và sử dụng thật liên kiên trì và liên tục để tránh được cái dạn da của phụ nữ sau này. Vâng, xin cảm ơn những thông tin hết sức hữu ích vừa rồi của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, đây cũng chính là thông tin cuối của chương trình ngày hôm nay vì thời lượng của chương trình cũng vừa hết. Hy vọng rằng với những thông tin bác sĩ vừa chia sẻ, quý khán giả đã biết được cách điều trị dạn da hiệu quả khi mang thai và sau sinh để không còn nỗi lo dạn da nữa. Ngay từ bây giờ, quý khán giả hãy gọi điện thoại tới tổng đài 1900-1259 vào giờ hành chính hoặc số điện thoại 024-3995-969 hoặc gửi câu hỏi về hòm thư sốngkhoeacongbacsitưvấn.vn để được các chuyên gia tư vấn. Chi tiết xin liên hệ tại website bacsitưvấn.vn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những lưu ý để phòng và trị dạn da khi mang thai. 1. Ngay từ khi mang bầu, các mẹ nên kiểm soát mức cân nặng của mình. 2. Chăm sóc da từ bên trong, không chỉ chú ý đến việc ăn uống lành mạnh với thực phẩm giàu dưỡng chất. Mẹ bầu muốn có làn da trắng hồng không bị thâm dạn, cần chú ý bổ sung thêm những thực phẩm giàu vitamin và protein. 3. Uống nhiều nước. Đây là điều mọi chuyên gia luôn nhắc nhở mẹ bầu thực hiện, không chỉ giúp cơ thể bài tiết tốt, phòng ngừa thiếu ối, giảm ốm nghén mệt mỏi mà còn tốt cho da. 4. Sử dụng sớm sản phẩm làm săn chắc da và ngăn ngừa dạn da có nguồn gốc rõ ràng, an toàn tiện lợi với các thành phần từ thiên nhiên. 5. Vì quá trình mang thai, bụng lớn dần khiến da căng và vẫn có thể bị dạn da, nhưng nếu ngăn ngừa tốt thì sẽ hạn chế tối thiểu và dễ điều trị hơn. Khi xuất hiện vết dạn da, hãy dùng ngay tinh chất khắc phục dạn da cho vùng da bị dạn trong suốt quá trình mang thai và ngay sau sinh. Danh sách khán giả trúng thưởng kỳ trước. Câu hỏi tuần này, tiêu chuẩn lựa chọn sản phẩm kem phòng ngừa dạn da cho phụ nữ mang thai là các sản phẩm không mùi, thành phần từ tự nhiên, không chứa paraben, hương liệu và chất phụ gia tạo màu, đúng hay sai? A đúng, B sai. Bạn hãy gửi đáp án chính xác nhất theo mẫu ký tự dưới đây rồi gửi về cho chúng tôi theo số điện thoại. Ba bạn có câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà là sản phẩm Ola Mama ngăn và khắc phục dạn da cho phụ nữ mang thai và sau sinh đến từ châu Âu của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Mời các bạn đón xem chương trình Sống Vui trên kênh VTV2 với chủ đề bệnh tiểu đường cần cảnh giác với biến chứng thần kinh, mạch máu và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.